chẩn đoán lâm sàng bệnh mề đay dị ứng. 1. Thương tổn cơ bản là các sần phù có kích thước to nhỏ khác nhau xuất hiện ở bất kỳ vùng da nào trên cơ thể. Sần phù nổi cao trên bề mặt da có màu nhợt nhạt hoặc đỏ hơn các vùng da xung quanh. Kích thước và hình dáng của các mảng sần phù thay đổi nhanh, xuất hiện nhanh và cũng mất đi nhanh. 2. Phân bố vết mề đay có thể khu trú hoặc lan rộng ra toàn thân. 3. Ở các khu vực như là môi, mí mắt, các ban đỏ và sần phù xuất hiện đột ngột sẽ làm sưng và to cả vùng, gọi là phù mạch hay là phù Quaker. 4. Triệu chứng cơ năng. Đa số các trường hợp nổi mề đay đều gây ngứa, càng gãi càng ngứa và nổi thêm nhiều sần khác. Tuy nhiên có trường hợp bệnh nhân chỉ có cảm giác châm chích hoặc là rát bỏng. 5. Tiến triển. Bệnh mề đay hay tái phát từng đợt, theo tiến triển được chia thành hai loại là mề đay cấp tính và mề đay mãn tính. Bệnh mề đay dị ứng gây khó chịu cho người mắc nhưng lại thường xuyên bị tái đi tái lại, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Dưới đây là cách khắc phục tình trạng mề đay dị ứng. 1. Người bệnh tránh tiếp xúc với các nguyên nhân gây dị ứng đã từng mắc phải. 2. Là nên ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ ăn cay nóng và cố gắng ăn nhiều rau xanh, hoa củ quả tươi. Và đặc biệt phải uống cái viên phụ bì khang này nhé. Sản phẩm với các thành phần từ thiên nhiên là cao nhào, cao gan, eo các lytin, fumarat sẽ giúp tăng cường chức năng gan, giải độc, thận, thải độc và tăng cường khả năng miễn dịch, hỗ trợ giảm nhanh triệu chứng ngứa ngáy, da nổi cục mẩn đỏ, sần phù do mề đay dị ứng gây ra. Phụ bì khang còn được sản xuất theo công nghệ lượng tử quantum hiện đại nên rất là an toàn, lành tính với mọi loại da. Vì thế ai đang gặp phải tình trạng mề đay dị ứng thì nhanh tay bấm ngay vào ô dò hàng ở đây để mua phụ bì khang đi nhé.